Đấy rồi, thằng nào đồ game lúc nãy bắt nạt mỡ, đứa nào đồ game lúc nãy hấp diêm mỡ năm mạng thì để đấy mỡ giải Monila ra rồi, Long Miêu lên kích này, rồng lộn chân mây nè, lộn nè, lộn nè, lộn nè. Úi dồi ôi, đã thế thì bây giờ bắt đầu gọi là chiến dịch gọi là Monila xâm chiếm trái đất, Monila xâm chiếm địa cầu rồi, cứ đi một bước là lại giải ra bốn con Monila anh em nha. Và chưa hết nha, giải Monila ra còn thả rồng rồng lộn, bắn hỏa tiễn, rồi thì ném boomerang là liên tục. Anh em có thể nhìn thấy cái boomerang của mỡ kìa, cứ 2 giây mỡ thả một lần, mỡ lại ném Monila đấy. Ừ, Monila của nhà chồng được anh em. Đấy, cứ đi đến đâu giải Monila đến đấy. Monila xâm lược nhà chính của team bạn đê, tấn công địa cầu này. Ôi chiêu cuối, cứ có chiêu gì dùng chiêu đấy. Combo ở trong chế độ đầu hỗn loạn của con Nana này là như thế anh em ạ. Chiêu gì có là xài chiêu đấy, Nana còn là vứt ra. Liu 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 liu. Just a tree in the forest. Would things have been different? Ayo, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tớp Mỡ để mà một lần nữa đến với gameplay với em Nana ở trong skin cực kỳ xịn sò của cô em này với cái tên gọi là Thủy Tinh Linh. Ngày hôm trước mỡ đã có một cái video clip để mang đến cho anh em rồi. Ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em cái video khác, tuy nhiên là nó sẽ hơi khác một chút xíu. Em này vẫn là Nana Thủy Tinh Linh nhưng không phải là một cái cô em Nana ở trong cái trận đấu mặc định. Và đây là một cái quem Nana ở trong chế độ đầu hỗn loạn, với một lần thảy Nana ra là tận tới 4 em Monila. Và như em có thể nhìn thấy cái nhân dạng của 4 em Monila này, nó ném ra được xung quanh và nhìn rất thú vị. Anh em nhìn này. Ừ, đây là 4 cái con Nana Monila mà có thể thấy, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Nhìn nó béo úc ịch hơn, nó có 2 cái tai, rồi thì kiểu đấy, nhìn khi mà kiểu con ỉu Dora kia nó tròn vo ấy, thì anh em có thể nhìn thấy được rằng là kiểu nhìn rất úc ịch, rất là cu tay hột me. Và tất cả những cái điều mà mợ muốn chia sẻ với anh em về cái con Nana này thì đã có trong gameplay ở một cái video clip trước về quem Nana rồi. Và đây chính là cái con Monila của Nana, cái con quà của mèo đại nhân ấy. Khi mà cái nội tại của Nana được kích hoạt thì hóa thành con cáo rất là to. Và ở trong video clip này thì mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm của mỡ đến từ một cái con Nana, một trong những vị tướng mà bình thường thôi đã khó chịu. Tuy nhiên là vào ở trong chế độ đấu hỗn loạn này thì nó còn khó chịu hơn, bởi vì cái bộ kỹ năng của Nana được búp lên tương đối nhiều. Và đây sẽ làm cái pha bắn hỏa tiễn vào trong bụi, và thế là cụ đi chân lạnh toát đến từ vị trí của đó là Natalie à anh em ạ. Rồi thì con Nana này ở trong chế độ đấu hỗn loạn thì như anh em có thể thấy đúng không ạ, con này được tăng sức mạnh rất là nhiều. Cái chiêu 1 của Nana thì hồi chiêu nhanh, rất nhanh anh em ạ, và ném đi thì lượng sát thương về cơ bản vẫn như thế. Chiêu 2 của Nana sẽ là cái kỹ năng mà anh em có thể thấy được cái sự gọi là khác biệt, gọi là chính, bởi vì là một lần ném ra cái con Monila, không phải ném ra một con, và cái này là nó ném ra 4 con như anh em có thể đang thấy đứng ở tứ phương tám hướng. Và quan trọng nhất là cái con Monila này nó chạy, nó đuổi cái địch rất là dai, chứ nó không như là cái con Monila ở trong cái ở chế độ đấu thông thường, trong cổ điển hay là trong đấu ranh, anh em hiểu không ạ? Và một cái điểm nhấn nữa đến từ cái con Nana này, đó chính là cái Long Miêu liên kích của Nana, cái chiêu cuối của Nana. Thì lát nữa mợ sẽ thấy mục tiêu, mợ sẽ thi triển cho anh em xem. Thay vì nó chỉ nổ ra làm 3 lần thì cái Long Miêu liên kích này của Nana nổ ra rất nhiều lần, và mợ cũng đang muốn test thử xem là cái chiêu cuối của con Nana này thì khi mà mang vào trong này nó sẽ nổ theo dây hay là nó sẽ nổ như thế nào, và rồng có gọi là lượn liên tục không em nha. Rồi, kéo đến từ Franku vào đây, Long Miêu liên kích và như vậy là rồng nó chỉ lộn một lần thôi anh em ạ. Còn về những cái lần nổ sau đến từ cái combo con Nana này thì về cơ bản nó chỉ gọi là tạo ra được những cái ụ nước để mà gây sát thương, kèm theo đó là làm chậm và làm choáng mà thôi. Thì như anh em có thể đang nhìn thấy, chúng ta đang thấy được một con Nana được búp tương đối nhiều.
đến từ bộ kỹ năng của cô nàng này. Đã khó chịu thì nay còn khó chịu hơn. Và nếu mà Nana đi cùng với những cái vị tướng kiểu khống chế khác, kiểu như là Franku nó đè đấy, như em có thể nhìn thấy, úi dồi ôi, nó tung ra gọi là Thiên La Địa Monila anh em. Nên là ôi ôi, cái thằng Franku team bạn nó kéo từ góc suýt chút nữa là kéo trúng mỡ rồi. Nhưng mỡ không có sợ đâu, bởi vì mỡ có cho mình đó là rất nhiều yêu khống chế, rất nhiều Monila đang bảo vệ lấy cái cô nàng Nana này. Mà mỡ cứ ném ra, ôi ôi, xe đến, ôi ôi ôi, lưu 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 lưu, mỡ không sợ đâu rồi. Mỡ có đó là quà của mẹ đại nhân mà, há há, rồi chạy được về ngay anh em. Và đó là một cái pha, ôi dồi ôi, thằng béo Franku làm cái gì đây, đuổi mỡ ấy là như nào, ôi dồi ôi, sao lại ghét mỡ thế, ôi dồi ôi, lại thêm được cái bà Aurora này, có ai làm gì bà đâu, sao cứ đuổi mỡ. Rồi không sao, mỡ lùi được về rồi anh em ơi, hết con nhà bà hồn anh em ạ, sợ vãi cả lông nách luôn. Nhưng mỡ vẫn đang là lùi về được đến từ cái con Nana Monila này. Và sau đó mỡ sẽ regen để mỡ chạy ra này, lùa mỡ là FBI cũng như là này nọ kia, là 911 là bị bắt bớ vào nhà nha. Mỡ cầm Nana này vẫn đang kiểu rất cu tay hột me, vẫn còn đang tuổi trẻ gọi là tươi mới nha. Rồi ở đây này, chiếu cuối Long Miêu liên kích lại một lần nữa được kích hoạt, và anh em có thể thấy được rằng là ui. Mỡ quên mất không đọc cái chú thích đến từ cái chiêu cuối của con Nana. Nhưng mà không biết rằng anh em có biết là cái con Nana này nó nổ bao nhiêu lần đến từ cái chiêu cuối Long Miêu liên kích không, thì để lại comment bên dưới video clip cho mỡ nha. Mỡ nghĩ là chắc cũng phải nổ tầm 7 đến 8 lần theo một cái đường rất là dài. Và dĩ nhiên là cái địch bị dính vào cái lượng sát thương đến từ cái chiêu cuối này thì có thể nói là rất khó chịu. Cái chiêu cuối của con Nana này giống như kiểu gọi là phân chia giang sơn đi anh em. Kiểu nếu mà kiểu đã có giao tranh mà thấy chiêu cuối của Nana đang lao đến thì khả năng cao cái địch sẽ phải né đi ra khỏi cái chiêu cuối này. Nếu như mà chúng không muốn bị gọi là làm chậm, kèm theo đó là làm choáng và bị hứng một cái lượng sát thương cực kỳ khổng lồ. Như em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cái con Nana này thì cái chiêu một, cái boomerang của nó ném ra gần như là liên tục. Ôi dồi ôi, ném hồi chiêu có mỗi 2 giây thôi anh em ạ. Ôi ôi, ném kiểu cứ 2 giây lại. Ôi ôi, ném một lần. Nhưng mà về cơ bản ý, anh em nên nhớ rằng đây là cái con Nana chưa được tăng quá nhiều sức mạnh đến từ. Ôi dồi ôi, núp bụi rồi cơ mà. Sao lại đi bắt mỡ là như thế nào? Ôi dồi ôi, cay cú là rõ nha. Nhớ thằng Johnson, nhớ thằng Franku nha, mỡ kêu FBI lên nha. Trời ơi, hai thằng này nó bắt mỡ lộ liễu luôn anh em ạ. Tục thì đừng hỏi anh em ơi. Không sao, quay trở lại đối với cái trận đấu này thì về cơ bản vẫn ui đánh chán chê, nãy giờ là vẫn đang khá là căng kèo anh em. Rồi Long Miêu liên kích, rồng lộn chân mây các thứ đồ các kiểu, nhưng mà về cơ bản là cái chiêu cuối hơi chậm nên là cái vị tướng Cyclops anh ta đã lùi được về ở trong cái tình huống vừa xong. Hơi tiếc là như vậy, nhưng thôi không sao, có lại được cho mình đó là cái món trang bị lớn thứ hai ở trong cái trận đấu này là cái quyền trượng sấm sét. Rồi cái lượng sát thương đến từ bộ kỹ năng của mỡ cũng như cái thời gian hồi chiều đang được đảm bảo, cho nên mỡ chạy đến đâu là mỡ sẽ ném Monila đến đấy để sẽ ôi có con Natalia kìa, nó mà lao vào mỡ thì lại ối rồi ôi. Nhưng mà tuy nhiên thì về cơ bản ý là cái con Natalia đó nó không dám ra, bởi vì nó mà ra nó cào vào mỡ mà mỡ không lên bảng điểm số ý thì nó sẽ bị khống chế đến bay màu đấy. Thiên La Địa Monila anh em, úi rồi ôi 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 rồi ôi 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 đây 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 mà con chịu ôi rồi thôi mỡ có làm gì đâu, mà chỉ lấy cái mạng của thôi thôi úi rồi xin lỗi cái thằng lùn kia làm cái gì đấy. Ôi lại còn thêm cả cái ông gọi là Franku thế này, ôi team bạn thủ án cá nhân là chắc kèo rồi anh em ạ. Ừ mỡ vẫn còn một con Monila từ đâu đó và có được cho mình đó là cái mạng hỗ trợ hạ gục đi được Franku à. Ôi cái trận đấu này bị team bạn nó bắt kinh thế. Đầu trận đến giờ bị đi rồi. Mỡ lên bảng điểm số là bởi vì team bạn có những cái tình huống gọi là nó băng vào nó cam nó rồi mình mỡ thốn quá anh em. Thằng Johnson ý nó kiểu này thì Johnson với chúng tôi này, ui sổ ôi, bắn một cái quả hỏa tiễn mà đê mê lòng người sát thương đến hỏa tiễn là quá nhiều khiến cho mỡ tiễn được đó là Johnson lên bảng điểm số. Còn đây nào, mỡ thấy Cyclops Long Miêu liên kích nổ đam hạ gục đi được đó là Cyclops bên phía của team bạn, và sát thương đến từ cái chiều cuối này là ổn và tương đối nhiều ạ. Ui này kéo hôm nay thành công của con Nana nữa à, quên mất con Natalia, thôi ngỏm rồi anh em ạ. Ui team bạn về cơ bản là họ cũng đã biết được cái ngưỡng sức mạnh đến từ mỡ cho nên họ găm mỡ tương đối nhiều. Còn Nana team mỡ thời đại quên mất còn cái vị tướng, còn cái cô nàng Fanny team mỡ thì lại đi tấu hài anh em ạ. Nói chung về cơ bản là trong chế độ này thì Fanny đu đang khá là dễ. Tuy nhiên là ôi dồi ôi lại bị kéo kìa. Không chế là nhiều đến từ vị trí của đó là cái thành viên bên phía của team bạn, nhưng mà ôi dồi ôi. Thôi anh em ạ, trận đấu này thì mỡ biết là đến thời điểm hiện tại là team bạn nó bắt đầu ghét mỡ rồi. Nó ghét mỡ rồi anh em ạ, liên tục những hiệu khống chế được nó dồn vào, đặc biệt là Franku này, Johnson cũng như là Natalia. Cả team bạn nó đang ghét mỡ quá, chắc là đầu game do bị mỡ hành xanh chín quá nên là bay màu. Mà thôi không sao anh em ạ, trận này đành cố gắng đánh tử tế để mà gọi là có video clip cho anh em xem.
Chứ nói thật với anh em, bất kỳ trận đấu nào mỡ chơi cũng đều là những cái trận đấu mỡ muốn có vi dẻo clip. Nhưng mà quan trọng nhất là thằng Johnson nó phá bạc vở lở anh em ạ. Nó đi qua cái đám Monila của mỡ như trốn không người ấy, thể với anh em. Thì lúc nó mà áp sát đi thì con Monila nó chạy vào con Johnson hết rồi anh em hiểu không ạ? Tức là con Johnson nó thu hút hết cái đám Monila rồi, để những cái thằng còn lại kiểu như là thằng Cyclops rồi thì thằng Funku rồi mấy thằng khác kiểu nó cứ chạy vào nó hấp diêm mỡ như trốn không người anh em ạ. Còn đồng đội của mỡ anh em biết tại sao nãy giờ thua không? Con Haley nó AFK kìa, rồi chờ ông Funku kéo đến sáng mai mà trúng quá à. Cho nên là kiểu trận đấu này vẫn đang tìm một cách nào đó để đây anh em nhìn thằng Johnson kìa. Anh em nhìn lại đấy. Con Johnson nói thật với anh em ấy là nếu như mà để muốn counter nó ấy, anh em pick những cái con giống như kiểu mà có đam tay để mà dùng phần chấn ấy, đấm cho nó bay màu luôn. Anh em hiểu không ạ? Cầm đam tay dùng phần chấn đấm cho nó bay màu luôn thì lối chơi của nó sẽ rất là dễ. Rồi, còn thì nói thật với anh em là nếu như mà kiểu anh em mà kiểu không dùng những cái con mà có đam tay có phần chấn ấy để mà chơi ấy, thì cái lượng gia bảo đến từ cái con Johnson ấy nó full cây, anh em đánh không biết đến bao giờ nó lên bảng điểm số đâu. Đó, anh em nhìn con Johnson kiểu rồi nó lươn kiểu ôi nó ui ơi nó ui ơi ơi. Nó tông vào đít mỡ anh em ơi, nhưng mà ở đây mỡ vẫn còn quả người đánh nhân mỡ chạy được. Ôi trời ơi may thế. Tôi suýt chút nữa là bay. Ôi thằng này ghét mỡ là chắc chắn rồi. Nhưng mà mỡ lại hơi thông minh trong cái tình huống này, mỡ quyền trượng mùa đông lên. Và Maniac là thuộc về đó là Cyclops bên phía của team mỡ. Mỡ có được cho mình đó là cái bạn cuối cùng quét sạch team bạn ở trong tình huống vừa xong. 4 đánh 5 và giao tranh là thắng. Ui, đánh cái chế độ này nói thật với anh em ý là không biết anh em cảm giác như thế nào, nhưng mà mỡ thấy cái chế độ này cảm giác nó kiểu bị ức chế. Ngày xưa thì rất là vui, nhưng mà bây giờ kiểu đánh mà kiểu đánh nhiều ý thì nó sẽ bị hơi ức chế. Bởi vì là anh em có thể nhìn thấy được, chúng ta có cho mình đó là những cái vị tướng mà nó đang quá là OP. Tức là tiếng Anh dịch viết hẳn ra nó là overpower, tức là nó quá khỏe so với những cái vị tướng phần còn lại. Kiểu như là Cyclops, Natalia chắc chắn là chúng ta không thể quên được rồi, chúng ta phải nhắc đến rồi. Ông ấy thì Cyclops, rồi thì những cái vị tướng khác mà nói thật với anh em, không biết anh em có chung quan điểm với cả chung cảm giác giống như mỡ không. Nhưng mà mỡ nói thật với anh em là mỡ thấy những cái vị tướng như kiểu có Nata, có Cyclops ấy là mỡ cảm giác bắt đầu rén. Bởi vì là trong trận đấu ấy, lúc nào cũng có hai cái vị tướng này, nó làm cho cái trận đấu thực sự trở nên rất mất cân bằng. Nata thì nói thật với anh em là trong cái trò này không có đồ nào để mà có thể counter được con Nata cả. Cứ một cào cầm phần chấn là lên bảng điểm số, không có cách nào anh em mà có thể cựa lại được cả, trừ khi anh em phản xạ theo kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp ấy, hoặc là anh em kiểu có linh tính mách bảo, anh em bật cung thần phong lên đúng lúc, anh em lên đủ máu với cả anh em đi chung thì mới chơi được. Chứ nói thật với anh em là kiểu gặp Nata là đúng là kiểu gọi là gặp mẹ rồi. Game này là không phải game hỗn loạn nữa anh em ạ, mà game này là game của Natalia và những người bạn đấy, kiểu như thế. Còn thì những cái vị tướng còn lại thì cá nhân mỡ đánh giá rằng nó tương đối thú vị đó, và Johnson cũng là một trong những vị tướng rất là khỏe. Mà thôi không sao, mỡ nghĩ rằng Moonton thì họ cũng đã biết đến cái vấn đề này rồi, thì chắc là họ cũng muốn cho thêm để anh em trải nghiệm thôi. Còn sau cái bản hỗn loạn này thì Moonton sẽ tiến hành gọi là sửa lại, thì anh em mỡ nghĩ rằng cũng sẽ phải chờ đợi thôi. Còn đây này, kìa, team mình có FK thì team bạn cũng có FK luôn, làm đôi mạng cái hỏa tiễn bắn đi lấy lửa cây máu. Và trận này vẫn có cơ hội win nha. Thằng Hurley team mỡ là nó AFK luôn rồi, nó không chơi nữa rồi. Nhưng mà mỡ đang rất cần những cái sự trợ giúp đến từ vị trí của team bạn, kiểu như Natalia bên phía của team bạn kìa, để mà có thể giành chiến thắng. Nào thôi, nhìn thằng Johnson này nó lái khó chịu quá anh em. Đã thì có khi khả năng cao là mỡ sẽ đỡ cái xe đấy để mà kiểu đánh cho nó dễ anh em ạ. Còn thì mong chờ vào bố Franku team mình kéo, chắc là chơi ngày mai quá anh em. Rồi, ok, bây giờ quay trở lại đối với cái diễn biến nha. Mỡ cầm cái con Nana này, mỡ điên đâu là giải Munila đến đấy này. Thiên La Địa Nana võng. Rồi ôi ông Franku toàn kéo vào lính thôi các ông ơi. Không ổn rồi, trận đấu này thì chắc là chỉ còn hy vọng vào Cyclops, một cái vị tướng có thể nói là anh ta vừa được mê nhắc ở trong tiểu vừa xong. Mỡ điên đâu thì mỡ ném ra Munila đến đấy anh em ạ. Tầm này hạ mỡ là hơi khó nha. Mỡ có khiên bất tử này, mỡ có đóng băng này, mỡ có nội tại này, 3 mạng đi mà 4 mạng luôn ý. Cho nên trận đấu này chưa biết gọi là bên nào ăn bên nào đâu. Ôi rồi, ông Funko ông ấy vẫn đang kéo. Và theo như lịch trình thông báo thì sáng mai ông ấy mới kéo chúng. Rồi Johnson lên xe đúng không? Thanh niên này thích đi ngõ ngách em ạ, thích đi ngõ ngách lắm. Được rồi, để mỡ xem để mỡ có chặn được nó không nha. Nó ở đâu ta? À đường trên kìa. Để mỡ chặn nó, để mỡ khơi vào. Này thì lái xe với chúng tôi này. Thế thì lên bảng đếm số đi còn gì nữa. Sống kiểu gì? Johnson bay màu. Tiếp đến là cái vị tướng nào ạ? Tiếp đến là hình như là có một cái cô nàng, hình như là Cyclops thì phải, anh ta chạy được. Đó là cái anh chàng mỡ nhầm anh em ơi. Nhưng đấy, phải có những cái tình huống kích động bạo lực, kích động giao tranh như thế mới được anh em ạ. Mỡ vẫn còn một lần nội tại với cả một lần quyền trượng mùa đông nữa. Mỡ vẫn có thể dụ được nha anh em nha. Để cho mấy cái thằng kia nó chừa lái xe đi, đẩy đều ba lên. Vừa di chuyển vừa ném ra cho mình đó là cái Munila. Nói thật với anh em ý là
chơi cái Munila này cá nhân Mỡ đánh giá là Mỡ cũng khá là thích đấy, bởi vì cái bộ kỹ năng của em này ở trong chế độ này đang cực kỳ khó chịu, và quan trọng nhất là nó nhây. Em hiểu không ạ? Giết con Munila này đánh thường, giết nó khó 1 thì đánh ở trong chế độ hỗn loạn này nó khó 10 luôn. Cho nên là hoàn toàn có thể có được những cái tình huống gọi là cá nhân Mỡ thấy được rằng là đây rồi, ôi rồi ôi, kéo là đẹp đấy. Long Miêu liên kích của Mỡ được kích hoạt, cái con sạch lúc nó không tỉnh được đâu, hấp diêm nó. Yes sir, đúng rồi. Và ở đây sẽ là đẩy lên, đang là có một cái pha này thì đóng băng đồng đội Mỡ đến từ vị trí của đó là Aurora nè. Mỡ ném cái hỏa tiễn vào mặt thì Aurora cụ đi luôn. Johnson, Johnson chạy kiểu gì? Bây giờ tôi hỏi ông Johnson một câu, ông chạy kiểu gì? Ủa rồi chờ ông Franco kéo đến đúng ngày mai thật anh em ạ. Tôi nhỡ mồm tôi bảo là ông Franco này kéo đến ngày mai, ông ấy kéo đến ngày mai thật luôn. Rồi ở đây này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, khoảng 8 lần sử dụng chiêu cuối đến thì con Nana này Mỡ đoán là khoảng độ tầm từ 6 đến đến từ 7 đến khoảng 9 lần. Rồi nhìn Franco team bạn thì kéo là thật là tuyệt vời. Ở đây tay to quá, ấn nhầm đóng băng lại mất rồi, nhưng thôi không sao anh em, Mỡ vẫn còn ở đây mà đồng đội của Mỡ vẫn đánh theo Mỡ. Chiêu cuối của Mỡ được kích hoạt giữ chân lại, đó là cái vị tướng gọi là Johnson. Rồi ông Franco kéo tôi cái, đúng rồi ông chả nhẽ lại để tôi chờ ông đến sáng mai. Mạng thứ 12 của Mỡ trong cái trận đấu này, sau chuỗi 5 mạng bị hạ gục thì Mỡ bắt đầu xanh chín trở lại. Chiêu cuối của Mỡ để mà dọn lính ra bắn hỏa tiễn để mà rồi ôi bố Franco kia, cái con kia nó hóa anh Modilang đi chậm như thế rồi mà ông này vẫn kéo trượt. Thôi không sao, anh em mình gọi là giải Monila ra nha. Rồi Monila xâm lăng địa cầu, Monila xâm lăng trái đất và Monila xâm lăng hành tinh của chúng ta đây. Rồng rắn các thứ các kiểu thả hết ra, ném hết cả chiêu cuối, à đâu ném hết cả chiêu thứ hai ở đây ra, không cho tin bạn là đẩy ra khỏi nhà, anh em hiểu không ạ? Sổ ôi nhìn quả đúng là thiên la địa võng, Monila răng ra như thế này tin bạn đúng có thở tiếng mán anh em ạ. Đấy là cái sự khó chịu đến từ cái con Nana này. Tầm này làm nào để end game ta? Tầm này chắc là chỉ có unlock. Con sạch lốp đang unlock solo kìa, hợp lý. Úi dồi ôi, may quá anh em. Sẽ làm cái tình huống gọi là team Mỡ đứng ở đây để gọi là câu đi, đó là cái sự chú ý đến từ vị trí của team bạn, và Mỡ sẽ lên cho mình đó là cái pha lê ánh sáng để mà có thêm được cái lượng sát thương anh em nha. Rồi chúng ta đủ đối thủ rồi, ở đây sẽ là cái Long Miêu lên kích được đặt ra luôn này, đặt ra luôn cho rồng nó lộn anh em, cho team bạn nó sợ. Chiêu cuối bây giờ hồi có mỗi mười mấy giây chứ mấy. Đấy bây giờ anh em nhìn Mỡ ném cái boomerang kìa, ném kìa. Úi dồi ôi, boomerang có thể nói là ném gần như là liên tục. Hồi chiều có 2 giây anh em ạ, và đường giữa đang có giao tranh ở đây. Mỡ sẽ ném chiêu cuối để cho team bạn sợ luôn nha. Sẽ là ở đây này, ném Monila là điên đâu, ném Monila để đấy anh em ạ. Và sẽ Long Miêu liên kích này đặt gần gần nhà đây rồi. Long Miêu liên kích bắn hỏa tiễn luôn, chiêu cuối giải tán đám đông để cho con lót này được chơi. Cyclops team Mỡ đã đến ném ra cái chiêu cuối của Cyclops, và Mỡ đang thấy rằng có cho mình đó là những cái hiệu ứng khống chế được ném vào nhưng không có ai vào à. Con Fanny thì lại không đu vào, bố Franco lại đứng yên kéo. Úi dồi bố này kéo toàn kéo trượt anh em ạ. Thôi thì để Mỡ lo. Úi dồi ôi, lại tông xe ra. Nhưng Mỡ cố quyền trượng mùa đông, đóng băng bản thân lại, và thế là cụ đi chạy lại toát đến từ vị trí của Johnson và Aurora. Ông này kéo mãi thì cuối cùng cũng trúng anh em ạ. Rồi, thế là team bạn GG well play. 5 thành viên thì bạn lên bảng điểm số và trận đấu đến đây là kết thúc. Và nếu anh em thấy video clip này mà Mỡ làm về Munila mang đến cho anh em một cái sự giải trí cái nhẹ, đừng quên để lại cho Mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.